Tuyệt diệu Ai Cập, cô gái dẫn chúng ta lạc vào xứ sở cổ tích diệu kỳ. Đây không phải đơn thuần là một câu chuyện cổ tích nữa, mà đến với Ai Cập là chúng ta được sống lại ở 4.500 năm trước. Ủa, mà chị Hân ơi, sao bên Ai Cập lại có thung lũng các vị vua? Không phải các vị vua mất đi là người ta chôn bằng kim tự tháp hả? Đúng rồi, kim tự tháp là các lăng mộ nổi tiếng của những vị vua thời cổ đại, nhưng mà mỗi vị vua chết đi đều chôn theo khoảng 1.200 vàng, bạc, kho báu và cả những xác ướp người ta cũng bọc lại bằng vàng. Cho nên sau đó đều bị những tên trộm cướp mất hết, đến không còn một cái gì luôn. Cho nên sau này các nhà vua lại xây nên một thung lũng các vị vua này và bảo mật hoàn toàn. Nhưng mà rùng rợn là ở cái khúc này nè, các nhà vua cho xây một ngôi làng chuyên biệt chỉ để xây lăng mộ cho các vua thôi, những người trong làng không được ra khỏi làng. Và xây xong, chạm khắc xong thì những người thợ bị một hòn đá to che kín miệng hòn, làm cho họ chết ở trong lăng mộ luôn. Và bí mật đó mãi mãi không ai biết, không cho một ai sống sót cả. Bởi vì khi mà họ sống sót thì chắc chắn những tên trộm sẽ biết lăng mộ của nhà vua ở đâu mà đến trộm. Các vị vua muốn giấu kín khu lăng mộ này mãi mãi, cho đến khi một ngày đẹp trời mọi người biết tại sao mà người ta phát hiện ra không? Follow tôi đi, ngày mai kể tiếp cho nghe.